Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 sau 2 năm đăng quang, người sự nghiệp thăng tiến, người yên bề gia thất. Hoa hậu Tiểu Vy, xứng danh nàng hậu thế hệ 4.0. Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi vừa tròn 18 tuổi. Sau 2 năm đăng quang, Tiểu Vy cô hiện tại bước vào tuổi 21, đã vô cùng chín chắn trưởng thành, về tính cách cũng như có sự lột xác đầy ấn tượng, về nhan sắc. Đăng quang khi mới chỉ là một cô gái 18 tuổi, Tiểu Vy mang trên vai trọng trách đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới Miss World 2018. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô gái trẻ gốc Quảng Nam đã nỗ lực hoàn thiện bản thân để đem chuông đi đánh xứ người. Sự nỗ lực của Tiểu Vy đã được đền đáp xứng đáng khi cô lọt top 5 phần thi quan trọng nhất, đó là người đẹp nhân ái, đồng thời lọt top 30 chung cuộc. Có thể nói đây là một thành tích vô cùng ấn tượng với một người đẹp tuổi còn quá trẻ như Tiểu Vy. Sau những ấn tượng tại Miss World 2018, Tiểu Vy tiếp tục nỗ lực trên hành trình hoàn thiện bản thân và lan tỏa trọng trách cao cả của một Hoa hậu Việt Nam trong suốt 2 năm đương nhiệm. Thay vì lắng sân vào showbiz, cô tập trung hết sức mình cho các công tác từ thiện xã hội. Đặc biệt trong năm 2020 vừa qua, Tiểu Vy miệt mài với những hoạt động đóng góp vào công cuộc chung chống dịch Covid-19 cũng như hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung. Mặt khác, Tiểu Vy cũng chứng tỏ được bản thân là một cái tên có sức hút trên hành trình xây dựng hình ảnh, một nàng hậu xinh đẹp nhất showbiz. Cô trở thành cái tên được ưu ái trên các sàn diễn thời trang và lắng sân diễn xuất khi góp mặt trong MV ca nhạc của nam ca sĩ Eric. Kết thúc nhiệm kỳ 2 năm đương nhiệm, Tiểu Vy đã có sự lột xác đầy ấn tượng về hình ảnh, trở thành một nàng hậu cá tính, gợi cảm và táo bạo hơn. Mặc dù đã trao lại vương miện cho người kế nhiệm là Hoa hậu Đỗ Thị Hà, nhưng có thể nói Tiểu Vy đã có 2 năm đương nhiệm rực rỡ, để lại nhiều dấu ấn và xứng danh là nàng hậu xinh đẹp rạng rỡ nhất showbiz hiện nay. Giành danh hiệu Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam 2018 khi vừa tròn 20 tuổi, Phương Nga phần nào chứng tỏ được sự trưởng thành của một cô gái dày dặn kinh nghiệm khi mang trọng trách đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss Grand 2018. Nếu như Tiểu Vy tham dự Miss World 2018, với sự ngây thơ khi mới tròn 18 tuổi, thì Phương Nga đã thể hiện tinh thần chiến đấu nghiêm túc và quyết liệt khi đến với Miss Grand 2018. Với sự thể hiện xuất sắc của mình tại cuộc thi, Phương Nga để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế và giành một vị trí trong top 10, tiếp bước thành công thành tích của đàn chị Huyền My tại Miss Grand 2017. Trở về từ cuộc thi, Phương Nga tiếp tục được yêu mến khi là một nàng á hậu vừa xinh đẹp, thông minh lại đa tài. Không chỉ biết nhảy hát, Phương Nga còn thể hiện tài năng của mình trong lĩnh vực MC. Gần đây, Phương Nga chính thức đầu quân cho chương trình Bữa trưa vui vẻ trên kênh VTV6. Phương Nga chia sẻ, ý định đầu tư nghiêm túc và lâu dài cho lĩnh vực người dẫn chương trình sau khi kết thúc 2 năm đương nhiệm và tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Nhiều khán giả bày tỏ sự kỳ vọng với sự thông minh, nhanh nhẹn, Phương Nga sẽ sớm ghi được dấu ấn tại VTV. Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, Phương Nga được giới trẻ vô cùng ngưỡng mộ với chuyện tình cảm đẹp như mơ bên bạn trai nam diễn viên tài năng Điển Trai, Bình An. Cặp đôi không ngần ngại dành cho nhau những hành động cực kỳ lãng mạn và ngôn tình trên mạng xã hội khiến khán giả phải ghen tị. Với chuyện tình cảm cũng như sự nghiệp viên mãn, các fan đang rất mong chờ được nhìn thấy một đám cưới lãng mạn như cổ tích của Phương Nga và Bình An trong năm mới 2021. Á hậu Thúy An viên mãn bên ông xã hơn 12 tuổi. Không được suôn sẻ như Hoa hậu Tiểu Vy hay Á hậu Phương Nga, Á hậu Thúy An đã không thể ngay lập tức gánh trọng trách đi thi quốc tế sau khi giành danh hiệu do gặp vấn đề về sức khỏe. Thay vào đó, nàng Á hậu xinh đẹp tập trung vào việc trau dồi, rèn luyện bản thân. Sau một năm mài dũa, Thúy An chính thức đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2019. Mặc dù không đạt được thành tích cao, nhưng Thúy An đã để lại dấu ấn tốt đẹp cũng như có một thanh xuân rực rỡ đầy tự hào. Trở về từ cuộc thi, Thúy An hoạt động bình lặng hơn Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Phương Nga. Nàng Á hậu gốc Kiên Giang tìm được tình yêu hạnh phúc bên bạn trai tiến sĩ hơn 12 tuổi. Cuối tháng 1 vừa qua, cặp đôi đã tổ chức đám cưới với sự chúc phúc của bạn bè là dàn Hoa hậu, Á hậu đình đám. Được biết, bạn trai của Thúy An là tiến sĩ tại Anh và hiện đang điều hành công ty của gia đình tại Việt Nam. Cặp đôi đã yêu nhau được 3 năm trước khi Thúy An trở thành Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2018. Chồng sắp cưới cũng là người đã ủng hộ cô,
cùng Thúy An chuẩn bị hành trang cho cô tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Với chuyện tình cảm viên mãn, các fan đang rất mong chờ Thúy An và ông xã sẽ sớm có tin vui trong năm 2021 này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.